chương trình 69 chân kinh tập cô gái trong phòng bia. Nhưng có một vấn đề là tôi không biết đánh bia, cho nên lần này tôi chỉ chọn được một comment, nhưng mà phải kèm theo thằng nữa để cùng xông cơ hợp bích. Chỗ này á là đặc biệt á, toàn là những em cá tính không à? Ta cá tính, em có đủ cool không? Có chứ. Đủ thì vô muốn đi ra thôi. Hay. Nó sẽ nghe em không tạo giá sexy khi mà chơi pizza. Nguyên cây vô bụng mà la hỏi không sao, trời đất ơi. Anh biết là em không có cố ý, nhưng mà vậy là không được. Em có xin lỗi của thực tâm không? Dạ, tất nhiên mà anh. Nếu mà thực tâm thì anh nghĩ em phải vừa phải xin lỗi bình thường, mà em vừa phải đãi tiền ở bàn này của anh. Không phải mà anh chơi bàn này rồi tùm lum tà lá hết. Nếu mà mình chơi vậy đi, chơi mà có cá độ nó mới vui. Cá độ á, anh đánh bạn của em. Cá độ người thắng, đãi cà phê. Chịu không? Tự mình thiết tầm lòng, tầm bỏ vô đầu. Ok, vậy đi.